Cuba, một quốc đảo cách Việt Nam nửa vòng trái đất, luôn thu hút du khách với vẻ đẹp độc đáo của bãi biển trong xanh, kiến trúc cổ kính của các tòa nhà. Tuy nhiên, để có một chuyến đi thuận lợi, trước hết bạn cần có visa Cuba chất lượng. Nếu bạn có kế hoạch lưu trú tối đa 90 ngày tại Cuba để du lịch hoặc thăm thân thì nên xin visa ngắn hạn. Lệ phí làm visa tùy thuộc vào nhu cầu và độ tuổi của người xin visa. Hôm nay, Lữ hành Việt Nam sẽ hướng dẫn các thủ tục làm visa du lịch Cuba đơn giản, nhanh chóng. Để hồ sơ xin visa được chấp thuận nhanh chóng, khách hàng hãy chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau. 1. Tờ khai xin visa Cuba. 2. Hai ảnh 4x6 nền trắng, lưu ý ảnh chụp không quá 6 tháng. 3. Hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng và hộ chiếu cũ nếu có. 4. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu. 5. Bản sao công chứng căn cước công dân. 6. Bản sao công chứng sơ yếu lý lịch. 7. Bản sao công chứng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Hồ sơ chứng minh công việc bao gồm: đối với cán bộ công nhân viên, chuẩn bị hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất và đơn xin nghỉ phép. Đối với chủ doanh nghiệp, chuẩn bị giấy phép đăng ký kinh doanh, hóa đơn nộp thuế 3 tháng gần nhất. Đối với học sinh, sinh viên, chuẩn bị giấy xác nhận học sinh, sinh viên của nhà trường và đơn xin nghỉ phép. Đối với người đã nghỉ hưu, chuẩn bị quyết định nghỉ hưu và sổ nhận lương hưu. Hồ sơ tài chính bao gồm: 1. Giấy tờ, chứng nhận quyền sở hữu tài sản như sổ đỏ, giấy đăng ký xe ô tô. 2. Sao kê tài khoản ngân hàng, thẻ thanh toán quốc tế. Ngoài ra, thông tin về chuyến đi cũng rất quan trọng. Bạn cần chuẩn bị đầy đủ thông tin về giấy xác nhận đặt khách sạn và vé máy bay khứ hồi, lịch trình chuyến đi và bảo hiểm du lịch. Lưu ý, tùy thuộc vào mục đích cụ thể, Đại sứ quán Cuba sẽ yêu cầu nộp thêm các giấy tờ phù hợp. Với dịch vụ visa chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả của Lữ hành Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mọi thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Mọi thắc mắc về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.